tháng 4, năm 6 hoan hỷ, ba con giáp có cơ hội thoát nghèo, đi đến đâu thần tài theo chân đến đấy. Xin được chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, qua cơn bế cực đến hồi thái lai, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, tốt con giáp may mắn này sẽ làm ăn phát đạt, giàu nhanh đến chóng mặt. Sách tử vi chỉ rõ, nếu thuộc ba con giáp may mắn ngút trời này, gia chủ sẽ thoát kiếp nghèo khổ, vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền trong ba cái tháng tới đây. Tốt thứ nhất đấy là tuổi Tuất, thông minh, điềm đạm và có trách nhiệm trong công việc, nên dù làm công hay làm chủ, Tuất cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám làm, con giáp bản lĩnh này càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt. Và từ tháng 4 cho đến tháng 6, con giáp giò có này sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên nếu được cấp trên giao phó cho một cái nhiệm vụ khó khăn, thì Tuất hãy dốc cạn sức để hoàn thành. Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà đang chờ bạn phía trước. Và tốt con giáp thứ hai đây là tuổi Mão. Trời sinh Mão là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó, dù lớn lên trong cái nghèo khổ, chảy ra chóc vẩy lắm phen, nhưng mà Mão chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nhờ sự khéo léo tinh tế trong ứng xử hàng ngày nên Mão được quý nhân thương yêu hết lòng nâng đỡ. Trong 3 tháng tới thì con giáp giàu sang ngút trời này sẽ khiến ai cũng phải ganh tị với cái khả năng kiếm tiền của mình. Chẳng những vận tài lộc đỏ như son mà Mão còn có cái vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn ghen với cái hạnh phúc họ đang có. Và tốt con giáp thứ ba đấy là tuổi Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ tài giỏi, thông minh, hiếm ai bì kịp. Hơn cả ở con giáp này còn có gan làm giàu, dám dấn thân và cái khả năng phán đoán cực chính xác. Thế nên dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá, Tỵ vẫn vượt qua sóng gió bình yên vô sự. Và sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói về từ tháng 4 đến cuối tháng 6 thì con giáp may mắn này sẽ như chuột xa chính gạo, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều hết mực, nên Tỵ làm đâu thắng đó, cứ thế mà giàu ú ụ. Quý vị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp có cơ hội thoát nghèo, đi đến đâu thần tài theo chân đến đó trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Và sách tử vi cũng đã chỉ rõ rằng nếu như ai mà thuộc ba con giáp may mắn ngút trời này thì gia chủ sẽ thoát được cái kiếp nghèo khổ và vươn lên làm đại gia, lắm tiền nhiều của trong những cái tháng này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Ngày cuối cùng, xin chúc quý anh chị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.